Kylian Mbappé đi bộ trên sân, hội chứng ngôi sao đá bóng. PSG giành chiến thắng đậm đà 5-2 trước Montpellier ở Ligue 1 với cú đúp của Neymar. Tuy nhiên, người hâm mộ đã chỉ trích gay gắt thái độ của Kylian Mbappé khi tiền đạo này ngừng chạy vì bóng được chuyển cho Messi trong một pha tấn công. Sao trẻ tỏ thái độ, gã khổng lồ nước Pháp đã khởi đầu mùa giải rực rỡ dưới thời tân huấn luyện viên Christophe Galtier bằng chiến thắng cả hai trận mở màn, Ligue 1 và ghi 10 bàn thắng. Cú đúp Kylian Mbappé đi bộ trên sân khi không được chuyền bóng. Ngôi sao Mbappé đã mở tài khoản của mình cho mùa giải trong nửa sau trận thắng gần đây nhất của họ. Nhưng điểm mà mọi người chú ý là thái độ thất vọng và hành động không mấy đẹp của cầu thủ này. Trước khi hiệp 1 kết thúc, PSG đã có một pha phản công nguy hiểm mở ra cơ hội để nhà vô địch Ligue 1 vươn lên dẫn 3-0. Tiền vệ Vitinha đưa bóng ra từ phía sau và có lựa chọn chuyền cho Mbappé ở cánh trái hoặc Lionel Messi ở cánh phải. Tân binh của PSG đã chọn đường chuyền cho Messi. Sau khi tuyển thủ Pháp này giơ tay lên trời xin bóng không được, đã chạy chậm lại và không tiếp tục tham gia tấn công để tỏ thái độ bất mãn. Kết thúc tình huống tấn công, Achraf Hakimi dứt điểm ra ngoài, nhưng rõ ràng là có khoảng trống cho Mbappé có thể tiếp tục chạy về phía trước trong tình huống phản công. Tuy nhiên, tiền đạo này lại dỗi không chạy nữa và bước chậm trên sân. Thierry Henry là một trong những cựu sao bày tỏ thái độ ủng hộ Kylian Mbappé. Cựu sao của câu lạc bộ Arsenal và tuyển Pháp cho rằng Mbappé không cần phải thể hiện gì trước những ồn ào ngoài sân đấu. Henry chia sẻ với báo chí, vị trí của cậu ấy là như thế. Thứ cậu ấy cần làm là thi đấu với khả năng tốt nhất có thể như giai đoạn đầu cậu ấy về PSG. Nhưng những thứ cậu ấy làm không phải là để thể hiện với một ai. Rồi huấn luyện viên cũng sẽ tìm ra cách để bộ ba ngôi sao của họ thi đấu ổn thỏa trên sân. Và nếu các ngôi sao này hạnh phúc với việc thi đấu như vậy thì đó là điều may mắn. Ở PSG, lúc nào cũng có tranh luận, có vấn đề. Hôm nay họ thắng tới 5-2 và mọi người chỉ trích vẫn hướng vào Mbappé trước khi Neymar cũng từng bị như thế. Đơn giản vì đó là PSG. Cũng giống như Mbappé, Thierry Henry cũng từng bị chỉ trích về hội chứng ngôi sao tại Arsenal. Một ngôi sao hoàn toàn xứng đáng khi anh là kỷ lục gia ghi bàn tại Arsenal, một sản phẩm hoàn hảo cửa lò đào tạo trẻ Monaco, một ngôi sao của tuyển Pháp, một cỗ máy ghi bàn giúp tuyển quốc gia vô địch World Cup năm 1998. Mbappé cũng là ngôi sao vô cùng xứng đáng xét về mặt tài năng. Hè này, Mbappé gây chú ý với màn quay xe sau khi tái ký hợp đồng với đội chủ sân Parc des Princes, dù được cho là dự định chuyển sang thi đấu cho Real Madrid. Gã nhà giàu PSG gặp vấn đề. Hành động của Mbappé được đánh giá là đã khiến các fan hâm mộ vô cùng sốc. Tại tuổi 23, lựa chọn không hợp tác với đồng đội của Mbappé bị chấm điểm hành vi cực thấp. Trên mạng xã hội, người hâm mộ được dịp chia sẻ cảm nghĩ không hài lòng của mình với hành động của sao trẻ. Trong đó, có cổ động viên khẳng định mới 23 tuổi mà đã có lối hành xử kiểu đó thì không thể lên tới đỉnh cao của bóng đá. Nhiều người chỉ trích những món tiền kích xù của các bạn hợp đồng hàng sao đã làm cho Mbappé thay đổi. Trong đó, sự thay đổi rõ ràng nhất là mối quan hệ của hai ngôi sao Kylian Mbappé và Neymar. Mbappé bị đồn là muốn người đồng đội người Brazil chuyển sang thi đấu cho câu lạc bộ khác vào mùa hè này. Đây được xem là bắt đầu cho một cuộc khủng hoảng ngôi sao tại PSG. Nhật báo thể thao Pháp Lipic tuyên bố ban lãnh đạo PSG sẽ xúc tiến cuộc gặp để giải quyết sớm các vấn đề đang có trong mối quan hệ ngày càng xấu đi giữa các ngôi sao của họ. Theo tờ báo này, Mbappé là người đưa ra ý tưởng đẩy Neymar đi. Đổi lại, Neymar cũng thích một loạt tweet liên quan đến các đồn đoán về điều khoản hợp đồng của Mbappé có nghĩa vụ phải thực hiện các quả đá phạt đền. Trong trận thắng 5-2 trước Montpellier, Mbappé được giao thực hiện một quả đá phạt đền trong hiệp 1 và đã để thủ môn đối phương cản phá được. Đến lượt Neymar được giao trọng trách đá quả phạt đền thứ hai mà PSG có được trận đấu và cầu thủ ngôi sao người Brazil đã thành công. Lionel Messi được xem là nguyên nhân chính của mối quan hệ cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt giữa Mbappé và Neymar. Tại PSG, Neymar được xem là chỉ vun đắp mối quan hệ vốn đã thân thiết, bền chặt với Messi sau khi ngôi sao người Argentina sang đội bóng Pháp thi đấu. Tuy nhiên, Mbappé đã bị cô lập đến mức phải phản ứng thái quá hay chưa, hay thực sự mọi thứ của PSG đang có vấn đề? Thắng cả 3 trận đầu mùa, PSG vẫn chưa phải là phiên bản tốt nhất của chính mình bởi vấn đề gây tranh cãi của cầu thủ. Hành động của Mbappé được đánh giá là thứ ngôn ngữ cơ thể bày tỏ sự bất mãn. Nhiều phóng viên thể thao châu Âu khi bày tỏ ý kiến về câu chuyện liên quan đến Mbappé cuối tuần vừa rồi đều khẳng định, việc ngôi sao người Pháp bất mãn đến vậy có thể làm hỏng cả đội bóng mà anh vừa mới ký hợp đồng kéo dài thời gian thi đấu. Theo các phóng viên thể thao, Neymar có thể là vấn đề của PSG mùa trước nhưng mùa này anh đang ở phong độ cao. Nhiều khả năng, trên con đường chinh phục ngôi vô địch Champions League, PSG sẽ gia hạn hợp đồng tới năm 2027 với Neymar. Khi đó, PSG rất cần một ông thầy vững vàng để có thể tìm ra giải pháp dung hòa các cầu thủ của mình trong một đội bóng toàn sao.